Trong tác phẩm Đồng Lâm Truyện, được viết vào cuối thời nhà Thanh, đầu thời kỳ dân quốc, có một câu chuyện liên quan đến một loài hoa mang tên Thụ Chính Giới Dâm. Bông hoa này có một lai lịch thê lương mà đẹp đẽ. Hoa sen Tịnh Đế, loài hoa gắn bó với người quân tử. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Tất cả các trường phái võ thuật thuộc hàng danh môn chính phái, khi sư phụ thu nhận đệ tử đều phải thắp hương tế bái. Sư phụ thường tặng cho đệ tử một bông hoa sen Tịnh Đế làm bằng bạc, được cài ở thái dương, gọi là hoa Thụ Chính Giới Dâm. Những anh hùng hào hán hành hiệp trượng nghĩa không tránh khỏi việc đêm hôm phải hành tẩu giang hồ. Thế nên để tránh việc ban đêm, khi vào nhà kính cổng cao tường, thấy phụ nữ xinh đẹp mà nổi tà niệm, võ sĩ sẽ dùng bông hoa sen Tịnh Đế được đặc chế từ bạc cài lên thái dương. Bông hoa sen Tịnh Đế được đặc chế từ bạc này có hai nhụy hoa rủ xuống khóe mắt. Khi tà dâm, suy nghĩ sằng bậy bỗng chốc nảy sinh, nhụy hoa của sen Tịnh Đế sẽ rung lên, đung đưa ở góc mắt, thức tỉnh võ sĩ vứt bỏ tà dâm. Lúc đó các anh hùng sẽ ý thức được rằng tỷ muội trong thiên hạ giống như tỷ muội của mình, không thể nảy sinh ý nghĩ bất chính như vậy được. Suy nghĩ như vậy có thể giữ được chính niệm, trừ tà niệm, nhụy hoa rung lên là để giúp võ sĩ giữ vững được phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí. Vì thế người trong võ lâm đều nắm chắc quy định này. Một khi cài hoa sen Tịnh Đế bằng bạc lên thì phải hành hiệp trượng nghĩa, làm một quân tử chân chính. Người học võ thì phải coi trọng đạo đức trong võ thuật. Võ công càng cao cường thì sự tu dưỡng trong tâm càng thâm sâu, càng phải đòi hỏi một đức hạnh tương xứng. Sự tích về hoa sen Tịnh Đế. Tương truyền trong thời chiến quốc, Tống Hiến Vương trị quốc vô đạo, hoang dâm mê muội. Một hôm, Tống Hiến Vương đi xe đến vùng đất ở nước Chư Hầu dạo chơi. Khi đi đến ngoài bìa rừng dâu, trông thấy một phụ nữ xinh đẹp đang hái dâu. Tống Hiến Vương nảy sinh ý định bất chính, muốn chiếm hữu nàng. Tống Hiến Vương hạ lệnh xây một tòa đài cao ở gần rừng dâu, đặt tên là Thanh Lăng Đài. Sau này, Hiến Vương thường xuyên đứng trên đài cao để nhìn trộm mỹ nhân hái dâu. Sau khi nghe ngóng, Tống Hiến Vương biết được mỹ nhân này là thê tử của cận thần Hàn Phùng. Thế là Tống Hiến Vương liền bắt thê tử của Hàn Phùng. Hơn nữa, ông còn giam giữ và bắt Hàn Phùng đi lao dịch. Hàn Phùng bí mật nhờ gửi thư cho vợ. Trong thư nói đề rằng: Cửu vũ bất chỉ, hà đại thủy thâm, thái dương đương chiếu ngã tâm. Tống Hiến Vương biết được nội dung bức thư nhưng lại không hiểu ý nghĩa, nên giao cho hạ thần thân tín xem nội dung bức thư là gì. Đại thần Tô Hạ nói: Cửu vũ bất chỉ, nghĩa là nỗi sầu ngập tràn trong lòng ta. Hà đại thủy thâm là chỉ khoảng cách giữa phu thê giống như bị một con sông rộng ngăn trở, không thể qua lại. Thái dương đương chiếu ngã tâm, nghĩa là lòng đã quyết tâm, nguyện lấy cái chết để lập chí hướng. Quả nhiên không lâu sau, Hàn Phùng tự sát. Thê tử Hàn Phùng biết tin, vô cùng bi thương, nên đã nghĩ cách tự vẫn. Nàng cố ý xé rách y phục của mình, nhưng lúc Tống Hiến Vương để nàng lên đài cao ngắm cảnh, nàng liền xoay mình từ đài cao nhảy xuống tự sát. Cận thần của Tống Hiến Vương muốn kéo nàng lại nhưng y phục bị rách sẵn nên không ai giữ được nàng. Thê tử của Hàn Phùng viết di thư để lại trên thắt lưng, cầu xin Tống Hiến Vương đem thân xác của nàng chôn cùng Hàn Phùng. Tống Hiến Vương thẹn quá hóa giận,
cố ý đem phần mộ của phu thê Hàn Phùng chôn cách nhau một dòng sông, khiến bọn họ mãi mãi không thể đoàn tụ. Không ai ngờ rằng, từ mộ của phu thê Hàn Phùng, mỗi ngôi mộ nhanh chóng mọc lên hai cây xanh. Chỉ hơn 10 ngày, cành của hai cây to lớn đã vươn qua sông, quấn quýt lấy nhau. Trên sông lại mọc lên rất nhiều bông hoa sen tĩnh đế. Thêm nữa là xuất hiện một đôi chim uyên ương, một trống một mái, sớm tối nghỉ ngơi trên cây. Tiếng chim như than thở, nghe vừa bi thương vừa động lòng người. Người nước Tống thương xót cho cặp phu thê này, vì thế đặt tên cho cây này là cây Tương Tư. Dựa vào câu chuyện đẹp đẽ mà bi thương trong Đồng Lâm Truyện, người trong võ lâm đã chế tạo ra hoa sen tịnh đế bằng bạc, gọi là hoa thủ chính giới dâm. Hàm ý rằng bọn họ dù là cao thủ võ lâm cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch, không sa ngã, là một quân tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kỳ thực sắc dục ở thời đại nào cũng có sức dụ dỗ mê hoặc con người vô cùng lớn. Nó là viên đạn bọc đường, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết. Cho nên nếu muốn được phúc báo thì phải mau chóng trừ bỏ những vọng niệm tà dâm, tu tâm dưỡng tính, trọng đức hành thiện, giữ thân trong sạch, ấy mới là phương thức bảo hộ tốt nhất cho chính mình.